Ok, xin chào các bạn. Xin mời các bạn hôm nay cùng xem Suzuki GSX S150 phiên bản ADV tạp hóa và cái khả năng tải đồ nó như thế nào nha. Thì bây giờ mình đã cuốn gói xong rồi, bây giờ mình lên đường trở về nhà, đi khoảng 100 cây số từ Sài Gòn về quê. Thì lúc này trời bên ngoài đang mưa các bạn, mình phải mặc áo mưa thôi. Đây là đường Lý Thường Kiệt. Chạy một đoạn thì thấy là tai nạn giao thông đã xảy ra. Cái vụ này không biết có nghiêm trọng hay không mà thấy xe buýt nó nằm chắn ngang đường luôn, và một chiếc ô tô bị móp cái đít. Rồi, đây là quốc lộ 22. Thì lúc này mình đi, lần đầu tiên mình thấy cái chiếc xe mà dọn dẹp vệ sinh các bạn. Chà, đèn chiếu sáng nè ha, chớp chớp đồ. Thì lúc này mình thấy nguy hiểm á, do đó mình bật cái đèn haza lên. Thì các bạn thấy cái công dụng đèn haza là ứng dụng vào những lúc này nha, chứ không phải là để ưu tiên. Rồi, đến đoạn Củ Chi các bạn. Thì thấy một tình huống là một bạn rất đẹp trai chạy chiếc KTM, nhưng mà văn hóa thì hơi xem lại. Tại vì bạn đó chạy vô lên xe ô tô, và cái bên là có một em trai dí theo để xem chiếc xe đó. Và bây giờ chúng ta cùng xem cận cảnh hai bạn này. Đây, wow, KTM phải không các bạn? Có ba ga đồ luôn nè, chắc đi tour rồi ha. Tuy nhiên thì không biết bạn lấy bằng A2 như thế nào, nhưng mà phải học lệ luật thôi. Bởi vì cái lê bên ngoài chỉ xe cho xe bốn bánh mà thôi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không, sự tai hại khi mà học hỏi theo idol đồ ha, rất là nguy hiểm luôn. Đây là địa phận cả màn các bạn. Đó, các bạn thấy cái cổng chào mấy tỷ đâu đẹp không? Quá trời lung linh luôn, quá bự luôn. Tuy nhiên đèn đường á, sau khúc này á là tối om. Và đây là tuyến đường huyết mạch, tuyến đường quốc lộ, đấy, tuyến đường xuyên quốc gia. Thế nhưng đèn đường không thấy, và lúc này vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Đây, một chiếc ô tô nằm bên lề bên kia, và có một người đàn ông nằm trước chiếc ô tô, và lúc này là hình như bất động luôn rồi. Người dân bu lại rất là đông. Và đi sau cái khúc này khoảng tầm 2-3 cây số lại tiếp tục xảy ra một vụ tai nạn giao thông nữa. Đúng là điểm đen luôn các bạn. Đen về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đèn đường không có. A few moments later. Hello, xin chào anh em nha. Là mình đây, Levi Spy. Hôm trước thì mình lên diễn đàn có một vài anh em nói là khi xe mà lên full thùng á, rồi chạy tải đồ nặng á, chạy xe nó bị sàn cái bánh sau. Thì dịp hôm nay mình đã đi lên Sài Gòn, mình mua một số cái phụ tùng, phụ gia, đồ chơi đem về để trữ, chở một đống đồ về trên cái em xe Suzuki GSX này. Thì xin mời các bạn là cùng xem là nó gồm có những cái món gì nha. Rồi, bây giờ mình sẽ show sơ qua. Đây, một cái tool khá là nặng á, phải ôm hai tay mới nổi luôn. Rồi, trong thùng hông bên đây có cái gì? Đây, hai chai liquid moly gì đây nè. Đó. Rồi bình xăng dự trữ, rồi cái bơm xe, rồi cái vá xe, rồi mấy cái này anh em biết rồi, mình đã bỏ ở đây rồi. Rồi xong một bên này ha. Rồi qua bên đây, thùng đuôi xem có cái gì nè. Quá trời luôn. Đây, hai chai nhớt Ecta nè, mấy cái đồ nhiều lắm. Một lát nữa mình sẽ đem xuống rồi cho anh em coi là gồm có những cái món gì. Còn bên đây, đây, mấy cái phụ gia, đồ mỡ bò, rồi bao đâu ra. Đấy. Thì mình nói một chút xíu về khả năng vận hành khi mà tải full load như thế này á. Khi mà mình lô tìm cây đang quay video. Rồi, xin lỗi anh em nha. Khi mà mình tải vậy, hôm qua mình chạy về nha, về ban đêm, về khuya nữa, tốc độ cao, thì mình cảm nhận là xe nó rất là đầm ở tốc độ cao.
và mình không có thấy cái hiện tượng là bị sàn cái bánh sau gì hết. Thì bây giờ mình sẽ tháo dỡ hết những cái đồ chơi, những cái vật, những cái trang thiết bị hôm qua mình mua về á, mình bày ra cho anh em coi có những món gì. Anh em cùng xem nha, hấp dẫn lắm đó. A few moments later. Rồi, chào mừng anh em đến với góc đam mê và diêm màng túi của Live Spy. Lú đi ra. Đây, bây giờ mình sẽ show cho anh em xem là hôm qua mình đã chở những cái gì lên bộ thùng Baga GV và xem lượt qua những cái món đó nó có gì hay ho nha. Ok, bắt đầu. Rồi, bây giờ mình sẽ đi từ đây qua đi. Đây, đây là một trong những cái món xịn sò mà mình rất thích của Top Tool. Đây, Top Tool. Thì mình sẽ nói sơ nha. Đây là cái bộ Crown Foot, là cái bộ dòng miệng á, để gắn vô cái cờ lê lực để mình có thể siết đúng lực, hoặc là siết ở những cái chỗ mà ngóc ngách nó khó quá không đưa cờ lê vô được. Rồi, thì mình nói sơ nhanh như vậy để khi nào mà anh em cần á thì anh em để lại cái comment và hôm sau mình sẽ chia sẻ chi tiết về những cái sản phẩm này. Cái này thì nãy mình cân là con nằm khoảng là 600g nha anh em. Rồi, để qua một bên. Ok, tiếp theo cũng là một cái Top Tool nữa, rất là bự nha, rất là nặng luôn. Giờ mở ra xem nha. Đây, cái hộp Top Tool nè. Rồi, bung ra cho anh em xem là cái gì. Đấy, Top Tool 12 piece bearing separator kit. Đấy, cái này là nó giống như một cái cạo anh em. Cái cạo này công dụng để làm gì? Thì chủ yếu mình mua về để mình cạo cái dọc chén lên cái cổ lái anh em cho nó dễ. Cái này thì mình ôm vô nó phải ôm hai tay, nó nặng hơn cả cái cây súng RBD khi mà mình đi sĩ quan đó, mình ôm cây súng đó còn nhẹ hơn cái này. Cái này nặng lắm, cái này mình nghĩ chắc là khoảng hơn 7kg á. Cái này thì mình không có để lên bộ thùng Baga GV mà mình cố định bằng cái dây ràng ở đằng sau yên sau đó. Rồi, do đó cái này thì mình không tính, cái này mình chỉ show cho anh em coi chơi thôi. Rồi, tiếp theo, những cái chai lọ này là cái gì? Đây, đây là chai nhớt Amsoy, không phải là nhớt máy đâu, mà là cái nhớt cho cái cặp phục giảm sóc. Đấy, cặp phục giảm sóc trước nè. Nói về cái nhớt giảm sóc cũng khá là hài hước, tại vì mình đi vô Suzuki chính hãng á, Suzuki Phổ Quang á, mình hỏi xem mà seller đó là có bán cái dầu thụt, dầu giảm sóc gì hay không, thì trong đó trả lời là không có, khá là buồn. Thì đó là phải đi ra ngoài mua anh em à. Mua thì bên ngoài thì mình thấy là có Liquid Moly, Amsoy, rồi Lucas, nhưng mà hầu như là Liquid Moly thì kiếm chỗ nào cũng hết hàng, do đó mua cái Amsoy xài đỡ. Rồi, chia sẻ nhanh là như vậy. Tiếp theo là chai dầu nhớt Extra, hai chai. Cái này mình đã có nói rồi ở cái video mình bảo trì bảo dưỡng, mình thay cái nhớt full tổng hợp Extra này. Thì mình chiếc ghế đế này mình đã thay rồi đó, mình đang đi á đó. Thì 2000 cây mình sẽ thay ra và mình chia sẻ cảm nhận hai chai ha. Tiếp theo cũng là Liquid Moly mà là chai Coolant Ready Mix. Này là nước mát, nước mát màu đỏ. Mình mua cái chai này tại vì là cái chai xanh hình như là hết rồi, do đó mình mua cái chai đỏ luôn. Thì sẵn thôi, trải nghiệm luôn, chia sẻ luôn với anh em. Hai chai đó là dung tích là 1 lít, là tương đương khoảng 1kg. Kế bên là có chai keo epoxy, resin epoxy, để mình về mình tạo khuôn, mình tạo những cái chốt, những cái lông đền để backup cho những cái con chốt nhựa nó bị gãy. Rồi, coi dưới đây đi ha. Ở đây là mấy cái đồ linh tinh lặt vặt thôi, mua siêu thị Nhật. Thì cái này là cái dây rút mà có khả năng là tăng đưa tháo ra tháo vô được, không phải xài rút một lần. Cái này là dây khóa bảo vệ để mình gắn bảo vệ lên GoPro anh em. Tại nhiều khi là cái keo bay nó văng rớt ra, không có bị rớt mất GoPro. Rồi, những cái gel cao su giảm chấn. Đó,
để khi nào có dịp cần thì mình sẽ DIY. Ở đây là những cái xi lanh xịn sò, bơm kim tiêm đó. Đó, nhưng mà cái này dùng cho công nghiệp chứ không phải là bơm kim tiêm của y tế đâu. Rồi, đây là những con ốc bù lông con tán xịn sò này bằng inox nè, cũng ở siêu thị Nhật nha. À, đã chơi xe, mặc dù xe nó không có xịn nhưng mà những cái nhỏ nhặt như thế này nè, cũng phần chất. Đấy, tha hồ mà DIY. Thì mình quên làm một cái video chia sẻ với anh em về những cái con ốc để mà gắn cái dè trước á. Thay thế thì khi nào rảnh thì mình sẽ làm. Nè, cái con tán mũ chụp nè. Đó, ốc mà xa, con bù lông mà sáo nè, lông đàn nè. Đấy, mấy cái thứ này thì mua siêu thị Nhật. Rồi tiếp theo qua bên đây đi. Rồi bên đây có cái gì đây? Những cái chai Liqui Moly Engine Plus nè, để xúc rửa động cơ khi thải nhớt. Rồi tiếp theo là cái chai, cái hũ mỡ bò đỏ của Fro, cái hãng này nổi tiếng quá rồi. Đây 454 gram. Còn cái này là Liqui Moly, một cái chai silicon á, để bảo dưỡng những cái chi tiết nhựa cao su cho nó được bôi trơn rồi nó không có bị giòn ha. Rồi tiếp bên đây đi, mấy cái này là cái những cái phớt, cái phớt cho cái phuộc á anh em, phuộc cho gậy tết á, mình mua về mình trữ để mốt mình thay nhớt thụt để mình thay luôn mấy cái này đó. Rồi những cái này là lọc nhớt thì anh em rõ quá rồi, lọc nhớt lọc gió. Thì cái dịp mà CUK nó đang tri ân khách hàng anh em, thì những cái món phụ tùng tiêu hao thì nó đang giảm giá, thì mình cũng vô mình tranh thủ mình mua. Ví dụ như phụ tùng thay thế về cái phớt phụt nè, thụt nè, thì mình không biết là có giảm giá hay không, tại vì mình mua lần đầu. Tuy nhiên là về cái lọc nhớt nha, lọc nhớt lọc gió rồi buji á, nó đang giảm giá đó. Thì anh em nào có điều kiện thì chạy lên đó mua về trữ đi. Lọc nhớt này giá là 40.000. Đấy, lúc trước mình mua là 58.000, giảm giá rồi đó. Còn này là lọc gió 122.000 giá hiện tại, còn lúc trước là 175.000, được giảm giá rồi. Thì mình chỉ vô mình mua phụ tùng thôi nha, mình không có bảo dưỡng gì hết trơn á, xe mình tự làm mà. Mình vô mình mua luôn và mua được cái giá này. Thì anh em nào đã đi vô đó mua rồi thì anh em chia sẻ với mọi người cùng biết là cái giá này là có đúng hay không, hay là mình đã được giảm giá gì chưa. Ok, rồi tiếp theo là cái này thì là cái túi đồ sơ cứu y tế nè. Những cái trang thiết bị sơ cứu y tế mình để đây nè, đó kéo nè, rồi trong đây nữa nè. Đấy, thì nếu anh em nào cần những cái trang thiết bị mà sơ cấp cứu, anh em vui lòng để lại comment, nếu rảnh thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ chi tiết về nó. Rồi thì sơ lược thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đó là những cái món mà mình để lên chiếc Suzuki, lên những cái bộ thùng đó. Mình đi 100 cây số để xem cái sự ổn định và nó có bị rung lắc hay là bị rần, bị sần gì hay không. Thì như đầu video mình đã nói với anh em là khi mình đã gắn lên như vậy á, xe rất là đầm ở dãy tốc độ cao. Dở tốc độ cao từ 70-80 thì xe rất là đầm. Bánh sau không có hiện tượng bị sàn gì hết trơn đó. Chỉ riêng là cái phần trước, phần ghi đông tay lái, nó hơi bị đánh đàn nhẹ ở dãy tốc độ thấp từ 30-40 km/h. Nguyên nhân thì có rất là nhiều nguyên nhân. Thì cũng có thể là do chứa đồ nhiều thì nó cũng gây sàn lắc. Cũng có thể là do cái bánh nó không có cân thì nó cũng sàn lắc. Cũng có thể là những cái vật dụng mình để trên ghi đông á, phân bố lực chưa có đều cũng gây sàn lắc, thì nó rất là nhiều nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ thống kê lại tổng trọng lượng mình để lên cái bộ 3 ga thùng là bao nhiêu ký để cho anh em nắm. Rồi tính sơ lược lại nha. Rồi cái bộ gram foot này á là khoảng 600 gram, 600-500. Hai chai am soi, chai 1 lít là khoảng 1 ký, là 2 ký luôn đi ha. 2 ký với cái này nữa là 2 ký rưỡi đi. Rồi, hai cái này nữa, 2 ký nữa. 2 ký rưỡi, 4 ký rưỡi, 6 ký rưỡi,
7,5 kg. Rồi cái đống lùm lùm này nữa là 8,5 kg ha. Rồi nguyên cái này nữa cho khoảng là 1 kg nữa đi, là 9,5 kg. 9,5 kg nha. Rồi riêng cái này á, nó rất là nặng, là mình cho nó là 7 kg đi. 9,5 kg, 7 kg ha. 9,5 kg nữa, với lại 7 kg mà bỏ ở đằng yên sau đó. Riêng cái bộ GV để trọng tải là khoảng tầm 9,5 kg, chưa tính là những cái chẳng hạn như là cái bình xăng phụ, bình xăng dự trữ, rồi cờ lê, những cái thiết bị sửa chữa xe vẫn còn để trên đó, bơm xe đồ này nọ, chưa tính vô nha. Rồi nếu anh em thấy video thú vị đừng quên là nhấn like, share, chia sẻ nha. Xin chào.